Với một vị trí đắc địa như thế này, ngay trung tâm của thành phố Đà Lạt và chỉ cách bờ hồ Xuân Hương rơi vào tầm khoảng 500m. Sở hữu một căn khách sạn ngay tại vị trí mặt tiền và mức giá chỉ là 11 tỷ đồng. Thì quý vị anh chị có đánh giá như thế nào về sản phẩm ngày hôm nay trên kênh YouTube Thanh Nhã Len? Đây sẽ là căn khách sạn mà Nhã muốn cập nhật lại cho quý vị anh chị. Nằm ở vị trí mặt tiền, đường Lý Tự Trọng thuộc phường 2 của thành phố Đà Lạt. Từ đây chúng ta chỉ cách chợ đêm khoảng tầm 5 phút đi bộ. 8 phòng kinh doanh trên một nền căn khách sạn 70m² với 1 tầng hầm và 4 tầng nổi. Chúng ta sẽ có một tầng hầm với một không gian hiện tại gia chủ đang để trống, có 2 căn phòng và có một nhà vệ sinh để sử dụng chung cho cái tầng hầm này. Sẽ có 2 cách để chúng ta di chuyển lên các tầng trên cao của căn khách sạn bằng hệ thống thang máy hiện đại và cả hệ thống thang bộ bao quanh cái khu vực thang máy. Cơ bản thì căn khách sạn hiện tại gia chủ đã lấy một số phần nội thất, cho nên là cái không gian bên trong thì sẽ là trống và chúng ta sẽ vào nội thất nếu như muốn nhận nhà và kinh doanh. Còn đây sẽ là cái tầng trệt, nơi sẽ là không gian của phòng lễ tân và phòng tiếp khách. Hiện tại thì cũng đang để trống và chúng ta sẽ set up nội thất. Tại không gian lầu 1 thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 phòng kinh doanh. Ở lầu 1 này thì gia chủ vẫn còn đang để nội thất khá là đầy đủ cho chúng ta. Tuy nhiên thì cái phần nội thất này thì cũng không phải là quá hiện đại đâu. Tạm dùng được cho chúng ta sử dụng để kinh doanh. Còn nếu như quý vị anh chị muốn căn khách sạn đã trở nên là bài bản hơn, hiện đại hơn thì có thể là set up lại toàn bộ cái phần nội thất, thì nó sẽ tạo cho cái căn khách sạn nó đẹp hơn và nó có một cái phần gì đó nó hiện đại hơn. Còn đây sẽ là lầu 2, nơi chúng ta sẽ có 2 phòng kinh doanh, một phòng đơn và một phòng 3 giường. Phòng 3 giường này thì diện tích nó sẽ rất là lớn, có ban công hướng ra phía trước của căn khách sạn. Ở lầu 3 thì tương tự chúng ta sẽ có 2 phòng kinh doanh và 2 phòng ở trên lầu 3 này thì gia chủ đã lấy nội thất gần hết. Chúng ta chỉ có một cái căn phòng trống đã có dấu hiệu của việc thấm mốc và xuống cấp khá là nhiều, cho nên là chúng ta sẽ cần phải tu sửa cũng như là nâng cấp một số hạng mục nếu như muốn kinh doanh cái căn khách sạn này. Ở vị trí trên cùng của căn khách sạn này, tầng áp mái thì chúng ta sẽ có thêm một phòng. Trước đây thì gia chủ sử dụng căn phòng này làm cái không gian sinh hoạt và ngủ nghỉ của cá nhân. Bây giờ thì theo cái tình trạng của căn khách sạn thì gia chủ đang để trống và chúng ta cũng có thể là cải tạo cái phòng này thành cái phòng ngủ của cá nhân hoặc là cái phòng ngủ dành cho lễ tân, nghỉ ngơi hoặc là người giúp việc, người quản gia thì cũng khá là hợp lý. Và vừa rồi thì Nhã đã có một vòng khá là nhanh để giới thiệu và cập nhật lại về tình hình của căn khách sạn tọa lạc tại vị trí mặt tiền Lý Tự Trọng thuộc phường 2 của thành phố Đà Lạt để gửi tới cho quý vị anh chị khách hàng và các nhà đầu tư. Căn khách sạn sẽ có diện tích là 70m², bề ngang là 8,6m với kết cấu là một hầm, một trệt, 3 lầu và một áp mái. Bao gồm tổng cộng là 8 phòng kinh doanh và 2 phòng dành cho gia chủ. Hướng chính của căn khách sạn sẽ là hướng Tây Nam. Và căn khách sạn sẽ nằm trên mặt tiền của cung đường nghệ thuật, một cái tên mới của cái đường Lý Tự Trọng. Vào cuối năm 2023 thì đây sẽ trở thành một cái cung đường dành cho nghệ thuật với rất nhiều hoạt động trình diễn âm nhạc, biểu diễn thời trang đường phố và sẽ diễn ra hàng tuần. Từ đó nó sẽ thu hút được rất là nhiều khách du lịch và các khách hàng quan tâm. Và căn khách sạn của chúng ta thì cũng sẽ có rất là nhiều lợi thế để phát triển du lịch song song với lại là cái cung đường này. Ngoài ra thì trên cung đường Lý Tự Trọng chúng ta sẽ có thêm một địa điểm du lịch cũng rất là nổi tiếng, đó chính là cái khuôn viên của dinh tỉnh trưởng ngay bên tay trái của cái con đường mà Nhã đang di chuyển đây. Với bề dày lịch sử là 110 năm, như chúng ta cũng đã biết là cái thành phố Đà Lạt thì hình thành và phát triển nó mới 130 năm, thì dinh tỉnh trưởng là một trong những công trình có thể nói là lâu đời bậc nhất của Đà Lạt. Đây là nơi ở của gia đình thị trưởng Đà Lạt xưa, với khuôn viên là rộng 3,6 hecta, rất là mát mẻ và ở một cái độ cao có thể là nhìn bao quát thành phố Đà Lạt. Tuy nhiên thì vừa rồi Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa công bố quyết định quy hoạch đưa dinh tỉnh trưởng nâng cao lên 28m và phía dưới sẽ là tổ hợp khách sạn hiện đại và gây ra rất nhiều tranh cãi trong dư luận cũng như là với người dân địa phương ở Đà Lạt. Những người dân gốc ở Đà Lạt thì mong muốn giữ lại những cái nét cổ xưa của một Đà Lạt mộng mơ.
Tại vì là như quý vị anh chị cũng đã biết thì cái tốc độ đô thị hóa, bê tông hóa ở Đà Lạt đang diễn ra rất là nhanh. Các cái mảng xanh trong trung tâm gần như là không còn. Cho nên là những cái công trình như là dinh tỉnh trưởng hay là cái cung đường nghệ thuật ở Lý Tự Trọng đang là một trong những cái địa điểm rất được du khách cũng như là người dân địa phương Đà Lạt quan tâm và yêu thích. Còn với quý vị anh chị đã một lần di chuyển trên con đường Lý Tự Trọng này và tham quan cái khu vực của dinh tỉnh trưởng thì quý vị anh chị có đánh giá như thế nào về cái khu vực này cũng như là tiềm năng của các cái sản phẩm bất động sản trên cung đường Lý Tự Trọng cũng như là khu vực trung tâm của thành phố Đà Lạt? Xin để lại comment vào phía dưới video này hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại nhà đang để trên màn hình để thể hiện ý kiến cá nhân của quý vị. Một lần nữa thì kênh Bất Động Sản Thanh Nhã Len xin cảm ơn quý vị anh chị đã theo dõi và ủng hộ kênh. Hẹn gặp lại vào các video sau. Nhã xin chào.